chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn những doanh nghiệp hơi mới mẻ một chút, nhưng sau này sẽ có thể là những doanh nghiệp dẫn dắt tương lai của Việt Nam. Đó chính là Top 10 Startup Việt Nam 2019. Tại Hàn Quốc cũng có nhiều startup cũng đã thành công và thất bại, khẳng định vị thế của họ trong nhiều lĩnh vực và vươn lên thành những doanh nghiệp toàn cầu thông qua các quỹ đầu tư lớn. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem những doanh nghiệp nào tại Việt Nam đang được quan tâm nhé! Luxstay là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối cho thuê nhà, được thành lập từ cuối năm 2016. Trong năm 2019, Luxstay hoàn tất vòng gọi vốn Bridge với giá trị 4,5 triệu USD. Cuối tháng 11 vừa qua, startup này cũng đã ký kết đầu tư và hợp tác chiến lược với Incheon, Sen Group và công ty MTP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng MTP, số tiền cụ thể không được tiết lộ. Luxstay giữ vị trí thứ 10 trong top 10 startup Việt Nam. Được thành lập vào năm 2014, GeoHealth tận dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, bao gồm thăm khám bác sĩ tại nhà, điều dưỡng chăm sóc, tư vấn sức khỏe từ xa và quản lý bệnh án điện tử. Đầu tháng 4, startup chăm sóc sức khỏe GeoHealth công bố huy động được 5 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do quỹ đầu tư mạo hiểm Mount Hill Venture dẫn đầu. GeoHealth cho biết công ty sẽ sử dụng số tiền được đầu tư để tiếp tục mở rộng các dịch vụ và đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng. Startup này cũng đang tìm cách mở rộng quy mô đội ngũ cung cấp dịch vụ chăm sóc hoạt động tại Việt Nam. Copyton ra đời vào năm 2016 từ vườn ươm Upstarlab, một nhánh đầu tư ươm tạo khởi nghiệp thuộc KMS Technology do nhóm 5 kỹ sư Việt Nam phát triển, gọi vốn thành công với 5,2 triệu USD. Trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, Copyton tạo ra các giải pháp cho các doanh nghiệp quản lý, truy cập và kiểm thử ứng dụng di động từ xa, tối ưu chi phí phát triển sản phẩm và rút ngắn thời gian đưa phần mềm ra thị trường. Với nguồn vốn mới, Copyton cho biết sẽ tập trung hỗ trợ khách hàng và phát triển ứng dụng để nâng tầm sản phẩm Việt tại thị trường Mỹ. Startup lưu thông hàng hóa Logivan thành lập vào năm 2017, trong năm 2019 đã huy động được 5,5 triệu USD vốn đầu tư. Logivan là nền tảng cung cấp dịch vụ kết nối chủ hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, vận chuyển Bắc Nam tới mạng lưới các đối tác vận tải di chuyển chiều về, rỗng từ một chuyến giao hàng trước đó. Giải pháp của công ty được đánh giá là có khả năng giảm 20% đến 30% chi phí vận tải so với phương pháp truyền thống. Startup này cũng được Vina Capital Venture đầu tư. Kiosk Việt, startup chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý bán hàng POS của Việt Nam công bố nhận đầu tư 6 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A. Khoản đầu tư có sự tham gia của công ty du lịch trực tuyến Traveloka và quỹ Jungle Adventure. Loveflare là website mua sắm hàng hiệu trực tuyến tại Việt Nam, được sáng lập bởi hai doanh nhân người Pháp. Loveflare đi theo mô hình bán hàng flash sale đã thành công ở thị trường châu Âu và Trung Quốc. Tháng 1 năm nay, Loveflare đã gọi vốn được 7 triệu USD từ quỹ trong vòng Series B, chủ yếu từ GS Shop có trụ sở tại Hàn Quốc,
và Belrose Capital Management của Singapore. Startup này phân phối các sản phẩm thời trang, làm đẹp và nhà cửa từ các thương hiệu trung và cao cấp trên toàn thế giới đến Việt Nam với mức giá ưu đãi. Speak là ứng dụng học nói tiếng Anh ra đời năm 2015 do cô gái Việt Văn Đinh Hồng Vũ và tiến sĩ người Bồ Đào Nha Xavier Anguera, chuyên gia trí tuệ nhân tạo và nhận diện giọng nói đồng sáng lập. Startup này hiện có 4 triệu lượt người dùng từ 101 quốc gia trên toàn thế giới, lọt vào top 5 các ứng dụng AI hàng đầu, cùng với Cortana của Microsoft và Google Allo của Google. Hồi tháng 2, Elsa công bố gọi vốn thành công 7 triệu USD trong vòng Series A từ một số nhà đầu tư, trong đó dẫn đầu là Gradient Venture, quỹ chuyên dành cho AI của Google. Tính đến nay, tổng số tiền huy động được của công ty là 12 triệu USD. Yola là công ty chuyên sâu vào chương trình luyện thi tiếng Anh, chương trình đào tạo Anh ngữ dành cho thanh thiếu niên, tổ chức trại hè tại Mỹ. Với 14 trung tâm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Yola đã đào tạo thành công khoảng 30.000 học viên với hơn 10.000 sinh viên đang du học. Tháng 8 năm vừa rồi, Yola đã huy động được 10 triệu USD tiền vốn từ Kaizen PE có trụ sở tại Ấn Độ và Singapore. Trước Kaizen PE, Yola từng được Mekong Capital đầu tư 4,9 triệu USD vào năm 2016. Ra đời vào năm 2013, Logi ban đầu là một ứng dụng cho phép mọi người tìm kiếm các cửa hàng thực phẩm, đồ uống và cà phê. Hiện, startup này có hai ứng dụng hướng tới người dùng là Logi và Loship. Logi là nền tảng hoạt động theo mô hình kinh doanh thương mại điện tử C2C. Loship là ứng dụng cung cấp nhiều dịch vụ như giao đồ ăn Loship, đi chợ hộ Lomat, giặt ủi Lozap, giao thuốc Lomet, giao đồ Losen. Đầu tháng 11, Logi công bố gọi vốn thành công số tiền lên đến 10 triệu USD do công ty đầu tư Smilegate của Hàn Quốc dẫn đầu. Với nguồn vốn mới, công ty kỳ vọng mang về doanh thu 31 triệu USD trong năm 2020. Startup này cũng dự kiến ra mắt dịch vụ lô xe trong thời gian tới, chính thức tham gia thị trường gọi xe đầy khốc liệt và trở thành đối thủ của Grab, Be, GoViet. Sàn thương mại điện tử Sendor thuộc công ty công nghệ Sendor vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series C với giá trị 61 triệu USD. Bên cạnh các nhà đầu tư cũ, vòng gọi vốn lần này có sự tham gia của hai nhà đầu tư mới là EV Grow Indonesia và Kasikorn Bank Thái Lan. Năm ngoái, Sendor thông báo huy động thành công 51 triệu USD trong vòng Series B. Ông Trần Hải Linh, Tổng Giám đốc Sendor cho biết công ty sẽ sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng dịch vụ, đầu tư hơn vào công nghệ AI và máy học. Hiện nay, tổng giá trị giao dịch hàng năm của Sendor đã vượt 1 tỷ USD. Hôm nay, chúng mình đã cùng tìm hiểu về top 10 startup Việt Nam đang tăng trưởng tốt tại Việt Nam. Ngoài nguồn vốn đầu tư nhận của Hàn Quốc, có nhiều startup đang phát triển không ngừng khi nhận được quỹ đầu tư trên toàn cầu.
Hy vọng rằng nền kinh tế của Việt Nam có thể tìm được vị thế của mình với tư cách là đối tác kinh tế lớn của Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và subscribe ở phía dưới nhé. Nếu các bạn để lại ý kiến bên dưới phần bình luận thì chúng tôi sẽ làm nội dung để phản ánh lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn.